Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Đang dùng Redmi Note 12 Turbo có nên đổi sang chiếc Xiaomi 10S? 8 triệu mua máy gì học Genshin Impact tốt nhất? Và tại sao các máy Red Magic đời cũ ấy thì có 165Hz trong khi đời mới toàn 120? Tất cả sẽ trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu thì đó, anh em đừng quên nhé. Team chúng mình có một cái Shopee tên là Mobile City Meta Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sáo nóng lạnh, bao mức giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa, bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City. Những bạn ở xa không đến shop được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh được chưa? Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đến với câu hỏi đầu tiên. Anh ơi, em đang dùng Note 12 Turbo, em đang phân vân nên chuyển sang dùng Xiaomi 10S không? Nhu cầu chơi Liên Quân, xem phim thôi ạ. Ok. Rồi. Khi mà chuyển từ chiếc 12 Turbo sang chiếc 10S, bạn sẽ được những gì? Đầu tiên này, đó là cặp loa. Đó. Hai loa của chiếc Xiaomi 10S thì vượt trội hoàn toàn so với cả 12 Turbo bạn nhé. Bạn nghe nhạc này, xem phim hay là đơn giản thôi, bạn lướt top top, xem video trên Facebook ấy, nó sẽ hay hơn rất nhiều nha. Giống như mình đây, một khi đã dùng quen chiếc Xiaomi 10S rồi ấy, cầm sang máy khác rất là chán luôn, không đổi được máy. Đó. Tiếp theo, bạn sẽ có một cái màn hình cong. Đó, tất nhiên là chất lượng nó sẽ không khác nhiều so với cả chiếc 12 Turbo đâu. Tại vì màn hình của Xiaomi 10S thì cũng sẽ không quá đẹp nhá. Nhưng mà đấy, với nhiều bạn thì màn cong dùng sẽ sướng hơn đúng không nào? Như mình chẳng hạn, fan của màn hình cong. Tiếp theo, camera của chiếc 10S cũng sẽ vượt trội hoàn toàn so với cả 12 Turbo bạn nhá. Phần cứng ngon hơn rất nhiều luôn, 108 chấm cảm biến to. Và với chiếc Xiaomi 10S thì bạn sẽ có sạc không dây lên tới 30W, đôi khi nó sẽ tiện hơn. Và cuối cùng sẽ là về build máy. Đó, chiếc Xiaomi 10S thì khung kim loại này, hai mặt kính rất bóng bẩy, cầm nặng trịch luôn. Trong khi chiếc 12 Turbo thì khung nhựa, cầm nó nhẹ với cả rẻ tiền hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi mà đổi như vậy thì bạn sẽ phải hy sinh khá nhiều thứ nha. Nhất là về mặt hiệu năng, từ con chip Snapdragon 7 Gen 2 của All Game Marketing xuống chiếc Xiaomi 10S bây giờ của Genshin còn hơi đuối cơ. Snap 870 thì dùng cơ bản thôi bạn nhé. Ngoài ra thì sạc nhanh của chiếc 12 Turbo cũng sẽ nhanh gấp đôi luôn, 67W. Ngoài ra thì với chiếc Xiaomi 10S bây giờ ấy, toàn là những máy tầm 2 năm tuổi rồi thì về cái pin ấy, nó sẽ bị chai nhiều hơn so với cả chiếc Note 12 Turbo bạn nhé. Đó thì bạn cứ cân đối thôi. Nếu mà thực sự thích màn hình cong này, thích loa, thích cam thì đổi sang Xiaomi 10S, nhưng mà muốn hiệu năng mạnh dùng lâu dài ấy, giữ nguyên chiếc 12 Turbo nha. Đến với câu hỏi thứ hai. Anh ơi, bố em mới cho 8 triệu mua điện thoại để mang theo đi học, có con máy nào học tốt bộ môn Genshin Impact không anh? Ok. Đừng để bố bạn xem được video này nha, không toang đấy. Thì dưới 8 triệu mình thấy chơi Genshin tốt nhất ấy sẽ chỉ là chiếc Redmi K60 thôi. Mặc dù mức giá còn lâu mới tới 8 triệu bạn nhá, vẫn còn thừa rất nhiều tiền. Nhưng mà đấy, bạn sắm thêm phụ kiện này, so sánh các kiểu thì ok. Và khi này thì các bạn sẽ có một chiếc máy có con chip Snapdragon 8 Gen 1 nha, của Genshin rất là sung. Hiện tại thì các bạn chơi đồ họa cao vẫn rất là tốt. Có chăng chơi Genshin chơi kiểu lâu ấy, tầm khoảng 1 tiếng thì biểu đồ nó sẽ nhấp nhô nha, có giật lag nhẹ một xíu, nhưng mà đấy, tổng thể là vẫn chơi được. Những thứ khác của máy khi mà bạn chơi Genshin thì quá tuyệt vời luôn. Cảm giác cầm nắm ok này, không bị cấn tay, mặt lưng bo cong mà. Màn hình hiển thị rất tốt, độ phân giải 2K, màu sắc lên tuyệt vời. Hai loa chất âm ok, pin 5500 thầu mà chơi nhá, đi kèm với cả sạc 67W, có sạc không dây luôn. Tất nhiên với chiếc máy này thì đánh đổi lại ấy, cái phần camera của máy sẽ không quá tốt nha. Máy thiên về hiệu năng mà, cảm biến bình thường này, 1/2 inch, thuật toán của Xiaomi tầm trung cũng không quá tốt. Nhưng mà thôi, học Genshin thì cần gì cam đúng không? Trở lại câu hỏi của bạn thì Redmi K60 nha. Đến với câu hỏi cuối cùng, sao mấy con Red Magic đời cũ hơn tần số quét 165 lận mà càng lên đời cao còn có 120? Ok, thì bạn hỏi nhà sản xuất thì mình biết làm sao được. Nhưng mình đoán nhá, là do cái tấm nền hỗ trợ công nghệ cam ẩn dưới màn hình ấy sẽ chỉ hỗ trợ tối đa 120Hz mà thôi. Đó. Ngày xưa như kiểu chiếc Red Magic 7S ấy, thì camera để ngoài mà không ẩn dưới màn hình, ok, 165Hz luôn. Nhưng mà chiếc 7 Pro với cả 7S Pro đi, cam ẩn phát là 120 luôn, trong khi là phiên bản Pro cao cấp hơn đúng không? Thì đó, từ cái đời Red Magic 8 Pro thì sẽ chỉ dùng camera ẩn dưới màn hình thôi. Thì khi này mặc định sẽ là 120Hz các bạn nhá. Tuy nhiên bạn lưu ý giúp mình, bạn không nên lo lắng cái vụ này đâu, tại vì 120Hz ấy dùng cũng quá là ok rồi, không khác nhiều so với cả 165Hz đúng không nào. Hơn nữa, các tựa game bây giờ ấy cũng toàn chỉ hỗ trợ 90 với cả 120 thôi, thậm chí còn không nhiều cơ. Làm gì có game 165 đúng không? Rất là hiếm. Thì khi đó cần gì màn hình 165 đúng chưa? Tốn pin ấy chứ. Quan trọng ấy là tốc độ cảm ứng của máy thì vẫn rất là ok các bạn nhé. Cái dòng Pro thì toàn 960Hz thôi, vẫn rất là mượt. Và quan trọng hơn cả ấy, hiển thị của máy rất là tốt. Đó, Red Magic 8 Pro các thứ thì full view này, 4 viền mỏng, 4 góc bao ít, rất là sexy luôn. Mình nghĩ như vậy ấy, quan trọng hơn rất nhiều so với cả cái tần số quét 165Hz các bạn nha. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình, có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua các máy trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.